Như là mấy anh em Hàn này chưa biết cái con cặp lăm cặp lia này của em Duy thì phải. Em còn nhớ con này cách đây 2 năm không? Anh em còn nhớ cái clip nào cách đây 2 năm không? Thú vui ba miền. Ổn áp. Mẹ cậu luôn. Dừng gì đấy? A hay là B? Dừng A hay không nhưng mà những cách dừng di chuyển cứu gặp B cộng nó. Dừng A hay không nhưng mà những cách dừng di chuyển cứu gặp B cộng nó. Dừng B cộng thôi. Nhưng mà B cộng dừng nó nhiều. Nó nhiều. Đây là niềm vui. Niềm vui trở cái lại tâm không? Lý của bạn bây giờ nó đang bị như mình hôm qua. Bây giờ mình bạn không nên như vậy nữa, không nên để ức chế nữa. Bạn bây giờ bạn phải thay đổi suy nghĩ này. Bạn phải nghĩ mình là thách đấu, mình có thể carry bọn này, còn bọn này fit không sao cả, mình có thể làm được, mình 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 làm được. Dậy đi ông cháu ơi. Giống bạn hôm qua, mình giống bạn hôm qua. Nhưng hôm qua là bạn vừa tâm lý mà vừa đần. Hôm nay mình đánh vẫn được nhưng mà mình bị tác dụng phụ của thuốc. Bạn hiểu không? Mình bị tác dụng phụ của thuốc chứ không phải là tự nhiên mình bị. Hôm nay mình đánh vẫn ổn áp mà. Nhưng mà tự nhiên cái tâm lý mình cứ kiểu không cố gắng ấy. Để từ từ bình tĩnh lại cái. Ok, bây giờ này. Bạn có tin tưởng mình không? Tin tưởng. Bạn tin tưởng. Tin tưởng. Ok, thế thì bây giờ anh em mình cùng hô vang khẩu hiệu. Nếu bây giờ thật sự tin tưởng nhau này, anh em mình có thể được thách đấu tại Hàn Quốc không ạ? Có. Ok ạ, bạn tin tưởng mình không ạ? Tin tưởng. Trận này ban con lia lê đi anh em ơi. Bây giờ tôi auto ban con lia lê này anh em. Không phải là tôi sợ Hiếu Huế nhá. Hiếu Huế chỉ là một cái tên. Ok chưa ạ? Ok. Vì sợ lia lê Hàn Quốc, vì nói với anh em như thế để cho anh em biết, chứ không phải là mình sợ anh Hiếu. Trước cái tầm anh Hiếu thì mình sợ mình đánh hơi ao á. Càng. Trở lại. Em cảm ơn anh Tuấn nha, anh Tuấn ơi. Chủ kênh đòi quà 20/10. Ôi dồi ôi anh Tuấn ơi. Vợ em thì không đòi 20/10. Yes. Nhưng mà thỉnh thoảng vợ em lại bảo là cái điện thoại của em dạo này lật quá. Xong mình bảo là ai mua iPhone 14 không anh tặng cho. Thôi. Tốn tiền lắm. Anh em thấy tự nhiên bỏ ra một đống tiền đấy nó không cần thiết. Nhưng mà thỉnh thoảng đi qua hàng điện thoại. Ui. iPhone 14 bây giờ ở ngoài showroom nó có sẵn luôn rồi, ở ngoài cửa hàng có sẵn nhở, đỡ phải xách tay nhở, ở tiện nhở các kiểu. Thế là hiểu rồi đúng không? Alo, iPhone 14 vừa được mất 156GB đúng không nhỉ? 256GB xin nhé. Ui, lần đầu tiên mình thấy bạn nhà đánh con lia lê đấy, cái một hero kể trên bạch kim à? À, ông là kể thuê lia lê này còn đánh bằng Levi không? Anh em cực. Ô bạn ơi, bạn đánh con này ok không ấy? Mới á? Ôi bạn ơi. Mình một hero con này ở danh bạch kim 1. Bạch kim hồi trước mình đánh kèo cho chi được vua. Bạch kim 1 đi kim cương 80.000. Toàn đấy bạn ơi. Ổn áp. Ơ ngày xưa anh em mình đều lấy kèo kim ngọc vua xong về Hải Phòng ngồi với nhau cày đó. Đền nha, không đúng hạng là đền nha. Vlog dẫn vợ đi mua toàn. iPhone 14, không làm mời không tất cả bạn, anh em uống trà chanh. Khổ vãi cả. Hồi trước mình cày có 80 một đoàn bạn ạ. Cày nổ có đâu nó mắt. 1 lít một đoàn kim cương. 1 lít đoàn kim cương. Chuỗi kim cương. Chuỗi kim cương 1 cao thủ. Lít rưỡi. Cày học con mà cứt Edo heo. Sợ vãi. Quả phạt ác thật đấy. Quả phạt. Ôi, phạt. Một hit kìa Tú ơi. Ui, không đủ măn cả nhà ơi, đùa mất tâm nhá. Ui. Từ từ nhá. Đây. Không ăn à, mình chỉ đi theo bàn tay đấy. Mất này. Ê, nó bắt rồi, Bái gì đó. Di chuyển.
Sao sao mình kinh rồi mà vẫn để chết được nhỉ? Lạ lùng. Bạn ơi, chặn thằng phép không? Chặn bạn thứ ơi, không mất luôn rồi. Mình phải đẩy mít vào bạn ấy cho nó mất quay à. Hình như là mấy anh em Hàn này chưa biết cái con cặp lông cặp lia này của em Duy thì phải. Anh em còn nhớ con này cách đây 2 năm không? Anh em còn nhớ cái clip nào cách đây 2 năm không? Thú vui ba miền. Cho mình blue được không nhỉ, Tú nhỉ? Nhanh rồi, nhanh rồi. Nhanh rồi, ok. Hay quá Tú ơi. Hay quá, ông vẫn muốn đánh kìa. Tú ơi. Nó cầm cái gót khó chịu thế nhỉ. Chấp màu cày vai lìn nhấp nhấp nhả nhả nhấp nhấp nhả nhả. Mày khổ thế trời ơi. Đào Thủy đã rescan 100.000 đồng. Bình tĩnh e ơi, anh tin em, gia đình vợ con em tin em. Đừng kêu khổ, mai mới khổ. Ok chị ơi. Mai đấy, mai là khổ đó. Mai là phải quà gì vip luôn đấy chứ. Được bạn này, đi được bạn này. Bạn nào đó. Nhanh lên 13 để đứng vào. Thank you.
Đây của bạn ấy, của bạn ấy. Bỏ nhé Tú ơi. Hay quá nhờ. Ừ, mình cover. Bỏ. Mình cover. Được. Đùa với anh em tao à? Mình hết mân nhá, bạn lốt tụi em, mình về quá. Về luôn bạn ơi, về luôn. Ôi, chết này. Đánh được. Đánh rồi, được rồi, được. Đánh thật ạ. Đánh, chúng mình bắt được thế này. Bạn ơi, bắt em, mình lo ra. Vẫn còn niềm tin nơi chúa NAA. Cảm ơn em nha, được mà. Cũng thằng nào bung lát lên nhỉ. Chết hết rồi bạn ơi. Chết hết rồi. Lao vào tao à, tao dụ thế mà chúng mày cũng lao vào tao à. Tao dụ lộ như thế mà vẫn lao vào tao à. Tao lại đần thế, hả? Bạn tôi. Có cửa bạn nào ao chỉnh đúng không bạn? Bắt đi. Ok không bạn? Cắt số nghệ đấy nhở. 700 tiền, hai anh em mình trận này có vẻ hơi gánh nhỉ. Quả tốt, AD support nó đần, nó ngu. Bọn này cứ lúc đầu đã auto bớt chết lẻ là sao nhở? Auto bớt chết ở len làm sao ấy. Vào này nó bị lột cuốn theo cái lối đá của anh em mình, bạn hiểu không? Thằng thử in cứ cắm đầu lên 3 lần chết y hệt nhau.